Ví dụ như bên đây muốn về nhà, bên đây ở được không? Ở thì được, tại vì nhà mình có tới 2-3 căn. Trời ơi, ngon lành. Ê, nhà tôi có 2-3 căn nữa nha. Có một bé trai, 28 tuổi. Hả? 28 tuổi hả? Trời ơi, con lớn dữ ta. Anh đi làm chiều anh cũng về mà. Làm về mệt, anh làm mí đi đâu lắm. Thích thì ở trong nhà nhiều hơn. Thì sau này anh, ví dụ gặp người mới, anh rút kinh nghiệm lại. Đúng rồi, câu này hay nè. Mời nhà trai. Mời nhà gái. Rồi mời anh giới thiệu về mình đi anh. Tôi tên Lâm Đức Nhỏ, tên thường gọi là Đức. Năm nay 50 tuổi, sinh sống và làm việc tại Bình Chánh, Hồ Chí Minh. Làm nhân viên thủy sản, đóng thực phẩm, đóng gói. À, đóng mực, rồi cá này kia đúng không anh? Đúng rồi. Rồi, mời nhà gái. Xin kính chào anh Quyền Linh, thân mến, đang dễ thương. Dạ. Quý vị khán giả, mình tên là Lê Ngọc Diễm, 52 tuổi. Công việc của mình thì hiện là buôn bán tại nhà. Là mình đang ở đâu ạ? Mình đang ở là ấp 1 của xã Xuân Thế Thượng, huyện Hóc Môn. Ủa, bên đó mình sinh năm mấy vậy? Năm 70. 70? 9-70 vậy. Anh là anh sinh năm mấy? 72. À, 72. Bên kia là lớn, bên đây 2 tuổi. Mình có thấy sao không anh? Không có vấn đề gì. Không vấn đề gì đúng không? Nhất gái hơn 2 nhì, trai hơn 1. À, chào chị. Chào anh. Cái ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Đứng đây cho nó nghe rõ. Thì vui vẻ, hòa đồng, thẳng tính, thích giúp đỡ cho những người khó khăn. Hay quá. Còn nhược điểm thì hơi nóng tính. Nóng nhất mình làm gì? Nóng quá thì im thinh nè. Còn giống như đang nóng mà nói gì được thì cứ nói. Cái mình cũng nói to là sao thế này thế kia để cái gì đó. Nhưng mà cái đối phương mà cứ nói nhiều quá thì mình cứ im luôn. Nếu vậy cũng còn kiềm chế được. Đúng rồi, vậy là chỉ kiềm nhưng chế mà im luôn thì một lát sẽ nói rằng là dường như mai mốt là đừng có như vậy nữa. Khi mà tôi im thì bạn đừng nói nữa, hay là anh đừng nói nữa. Nói ra nó có thêm chuyện á. Còn mình ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Ưu điểm của tôi là vô vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn, không biết thuốc, không biết uống rượu. Khuyết điểm gì có làm việc hơi chậm thôi, chứ ăn cơm hơi chậm. Ăn cơm chậm à? Ăn cơm bao lâu? 25-30 phút vậy. Nhai kỹ. Nhai kỹ thôi, nhai kỹ ngon lâu. Chị Diễm, chị bao nhiêu mối tình rồi? Thì nói chung này là mối tình thì không có đâu, nhưng mà có đổ vỡ hôn nhân. Có một bé trai, 28 tuổi. Hả? 28 tuổi hả? Trời ơi, con lớn dữ ta. Chào anh. Rồi chào em siêu chị Bạch Lan. Em xin phép em qua nhà em trò chuyện với anh. Thiền khô à, nguội tính nữa. Nguội gì lắm anh? Bây giờ làm chung la lớn rồi, mình hơi mình nhịn rồi, không có cãi lại. Vậy là khỏe, bên kia la thoải mái. Bên kia cũng la nữa, giận bực lên thì nói lớn tiếng thôi. Thoải mái. Ừ. Bên đây nhỏ nhẹ vậy hoài đó. Anh, mình bao nhiêu mối tình rồi? Có một mối tình ly hôn rồi. Dạ, vậy là cũng giống chị em ha. Có một cháu gái 19 tuổi, con gái theo mẹ luôn. Anh có hay gặp con không? Không có gặp nữa, chỉ có điện thoại thôi. Bao lâu rồi chưa gặp con anh? 2 năm mấy rồi. Sao không gặp nó? Sao, ở xa quá hay sao anh? Mẹ không cho gặp. Như nói ở Bình Dương gì đó mà mình cũng không biết địa chỉ luôn. Mất liên lạc từ xưa giờ luôn hay là chỉ mới mất đây thôi? Thì từ mà ly hôn nó bắt đầu mà mất liên lạc luôn, chặn cuộc gọi luôn, không biết cho gọi nữa. Dạ, anh ly hôn lâu chưa? 2 năm rưỡi. Nói chung là hai anh chị là đã lỡ một chuyến đò rồi. Dạ. Bây giờ mình đến đây để có thể nếu mà tìm được người bạn tri kỷ tri âm cùng nhau gọi là xây đắp một tổ ấm á. Thì chắc chắn anh chị đã trải qua những cái đồ vỡ hôn nhân, anh chị sẽ vững vàng hơn. Yeah. Hiểu hơn ha. Yeah. Rồi hy sinh với nhau nhiều hơn. Mong muốn anh có một người bạn gái nó như thế nào? Vui vẻ, hòa đồng. Vui, bên kia vui. Chị dễ thương lắm. Chỉ có lúc nóng lên không vui thôi. Với thật lòng, đừng biết uống rượu gì quá. Thôi ơi. Đây đâu biết uống rượu đúng không? Liên lon gì đó thì chơi với bạn bè thì vậy thôi, vui thôi mà, được. Ngoại hình thì cao 1m6 trở lên, 50-60kg cũng được. Ảnh thì anh miêu tả những cái chi tiết chị là hơi bị ổn rồi đó. Bây giờ vấn đề là mình muốn cái người đàn ông cùng mình đi suốt cuộc đời nè, như thế nào? Thì muốn anh ấy là dụng như vui vẻ, hòa đồng, biết yêu thương gia đình. Một chút cầu tiến nho nhỏ theo cái tuổi của mình á. Cái bờ vai phải vững để cho mình chia sẻ. Anh này thì nãy giờ Linh thấy anh hiền, thật thà, làm việc hơi chậm chút, em có nói chuyện cũng hơi chậm, chắc cũng không đổ đâu, vừa cũng chắc đó. Anh đang ở với ai? Sống một mình, thuê trọ. À, nhà trọ hả? Mình có nhà dưới quê không? Có, nhà của bà già, má. Ví dụ như bên đây muốn về nhà, bên đây ở được không?
ở thì được, tại vì nhà mình có tới 2-3 căn. Trời ơi, ngon lành. Ê, nhà tôi có 2-3 căn nữa nha. Nhà trai cẩn thận. À, bên đó nhà tôi. À, quên dạ. lộn nhà rồi. Về nhà bà đi bà. Dạ, ừ, thấy sang bắt quà làm họ cũng hơi kỳ. Tôi nghe nhà 2-3 căn cái tôi ban qua. Đó, thấy không? Nhà cửa thì cũng duyên số rồi. Trời đã định đâu rồi, người có nhà, người có nhà. Người có số điền chủ hả? Đúng rồi, quan trọng là mình cố gắng nỗ lực trong cuộc sống được rồi ha. Chị đi với ai vậy? Hôm nay đi con mình, con trai đi công tác. Có Ngọc Lan, chị an tâm. Anh trai đi với ai? Đi với em họ. Em xin chào MC Huyền Linh và MC Ngọc Lan. Đức hiền quá hả? Dạ, anh hiền không có biết đường đi nữa cho nên là nhờ em dẫn đi á. Trời ơi. Anh cứ đi làm không à, anh không có uống cà phê hay là quen với một cái người nào ở ngoài hết trơn á. Lúc trước á thì ảnh lên đây sống với vợ, rồi sau đó vợ ảnh mới dắt con đi, rồi ảnh sống rồi thủi một mình ở Bình Chánh thôi. Ảnh có chuyển tiền mỗi tháng á thì nói chuyện qua Zalo thôi, hỏi ảnh có thấy con không, nói thấy mặt thôi chứ anh không biết con anh ốm hay là mập nữa. Rồi vợ thì chặn cuộc gọi, không có nói chuyện, ảnh hiền lắm. Rồi, chắc được. Là chị là người đăng ký cho ảnh tham gia chương trình hả? Đúng rồi, đăng ký cho ảnh không có biết đâu. Thật ra hiền là cũng tốt rồi, nhưng mà mình cố gắng mình mạnh mẽ lên nữa, mình giao tiếp nhiều hơn nữa. Để cho người phụ nữ đó là họ có thể yên tâm về mình đó. Đúng rồi, vợ thì thích lãng mạn lắm, mình thì không có đáp ứng được. Phụ nữ cũng thích lãng mạn lắm, mình cố gắng lên chứ, gọi là mạnh mẽ hơn chút xíu nữa. Hồi nãy chị mới nói rồi, anh muốn lãng mạn phải mạnh mẽ lên mới lãng mạn được. Nhưng mà theo Linh á, là chị gái bên kia à, về chủ động hết đi. Ngoài người vợ ra, người thầy về tình yêu hay gì đó chẳng hạn. Tại vì không ai chỉ thôi. Chứ giờ vợ chỉ là phải làm theo không anh? Đúng ha. Bây giờ mình nói như vậy để cảm nhận thôi, bây giờ mình mở rào. Đúng rồi. Để cho hai người trò chuyện thẳng với nhau đi. Mở rào. Mời anh. Anh chào em, anh có món quà tặng em. Em chào anh, em cũng có món quà. Hát bài tặng liền, hát bài tặng liền. Bây giờ nó không được, hát bài trước đi. Đứng nó hát cho chị nghe luôn, đứng sát bên đó. Giờ xin hát bài 60 năm cuộc đời. Mời em nhảy chung được không? À. Đứng lên luôn đó. Bắt đầu tình yêu vô rồi đó, mạnh mẽ rồi đó. Em đứng em nghe được rồi. Em ơi, có bao nhiêu? Vô. 60 năm cuộc đời. Vô. 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau phào dương xa vời vời, 20 cưới là bao ơi là thế, đời sống không là bao ơi là bao, đời không lâu là thế ơi, được bao năm sống mà yêu nhau. Em ơi có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời. Yo. Khi xa anh rồi em biết yêu thương ai. Yo. Nên khi yêu ai thì yêu cho tròn lời. Em ơi cưới là bao. Yeah. Rung không, rung không? Dễ thương quá. Rung không, rung không? Hay rung. Dễ thương lắm á. Chị thấy sao chị? Có hài hòa vui vẻ. Yeah. Nhưng mà không biết thì cái sự mạnh mẽ của anh nó được bao nhiêu? Thiếu nhiều lắm. Anh thấy em cũng thấy cũng hiền, cũng dễ thương. Em không có hiền đâu nha. Mà sao anh nói là anh hiền quá, anh hiền sao mà chị lại không muốn sống chung với anh là sao vậy? Như lo làm không á, vợ mình thích lãng mạn mình không đáp ứng được. Cũng như hay đi ăn uống này kia vậy đó. Anh đi làm chiều anh cũng về mà. Làm về mệt anh làm mí đi đâu lắm. Thích ở trong nhà nhiều hơn. Thì sau này anh, ví dụ gặp người mới anh rút kinh nghiệm lại. Đúng rồi, câu này hay nè. Nãy giờ anh chờ có một câu nhỏ nhỏ đó hả? Đúng rồi, chờ câu này thôi đó, giờ mới hiểu ra đúng không? Hôm nay mình tặng cho chị gái gì vậy? Chai dầu thơm. Lần đầu tiên tặng quà cho một người khác đó đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, thấy chưa? Em thấy anh mặc áo sơ mi nó cũng hợp á. Em tặng cho anh cái cà lạc vát thôi để em xin phép được. Nhưng mà cái này em cũng không biết cắt nha. Em chỉ hoàn cho anh để cho anh cảm nhận rằng là Diễm sẽ có tặng cho anh một cái món quà, để gọi là trên vai anh đó là luôn luôn có một người bạn gái. Đó là em đi. Trời ơi.
Chứ người ta, phụ nữ ta lãng mạn. Chưa. Thì có để yêu thương. Đúng rồi. Trời ơi, cũng được rồi. Cũng hợp với cái áo này chứ. Đẹp quá. Rồi các bạn ơi, mỗi người là mở cho dầu thơm. Em mở cho dầu thơm. Anh mở cho dầu thơm nha mọi. Anh mở cho dầu thơm nha. Thử em có thích mùi này không? Nhẹ nhàng mở cho dầu thơm. Xịt nhẹ nhàng hỏi cái hương này nó có hợp với em không? Nhẹ nhàng mà. Cái màu giống ra, giống áo luôn đó, biết xịt không? Từ từ, có chuyện xịt. Tôi xịt xịt được đâu? Xịt đâu vô dai vậy? Hả? Xịt vô đâu? Nè nè, dán tóc lên, dán tóc lên đây nè. Em nghe mùi. Dán cái tóc nhẹ nhàng, xịt vô cổ nhẹ nhàng vô. Đúng rồi, nhẹ thôi. Rồi. Nhẹ nhàng thôi. Xịt mà ông rải như này. Chưa lần nào đúng không? Chưa. Đó, nó là như vậy nha. Đây lần đầu tiên và có nhiều lần nữa. Ví dụ như qua hẹn đi chơi nói em đừng có xịt dầu thơm để anh xịt cho. Cái đầu dán tóc nhẹ nhàng, xịt nhẹ nhàng lên giống như nãy vậy đó. Được ha? Ừ. Cái hiền thì ai cũng cũng chuộng, nhưng mà mình hiền với cái mức độ của người đàn ông thôi chứ không phải là quá hiền. Dạ, thí dụ như gặp một người nào đó người ta gây gổ với vợ anh thì anh làm gì? Ví dụ đánh vợ thì mình phải ra tay chứ. Chưa lần nào đúng không? Chưa. Đó, nó là như vậy nha. Đây là người đi. Cái đó mình cũng chưa biết. Chắc để cho đi luôn quá. Mình phải chắc để cho người ta dẫn đi luôn quá. Mình phải điều tra hỏi lại kỹ càng mới được. Hỏi gì rõ ràng là có một người là trong xóm mà đang tấn công. Bởi vì anh vậy đó thành ra hả? Chị giận anh chị đi rồi phải rồi. Ít ra anh phải giờ anh không biết đúng sai mà anh thấy có ai thì anh phải nói lên, anh phải lên tiếng liền mới được chứ. Thôi bây giờ anh hiền quá. Thì cái này mà về mình chủ động hết đi. Thật ra anh sẽ làm được hết á. Vấn đề là chưa có ai chia sẻ với anh thôi. Hồi nãy là anh đã hát tặng cho chị một bài hát rồi. Bây giờ chị có bài hát nào chị tặng lại cho anh không? Mình hát trong một đoạn đầu của bài Chim Trắng Mồ Côi thôi. Tình anh như nửa con sông dài, con nước về cho cây trái trổ bông. Tình em như lúa xanh trên đồng, cây lúa chờ ngày mùa đơm bông. Chiều quê hai đứa hay vui đùa, anh cánh cò em chim sáo mồ côi. Phù sa dung đắp chia đôi bờ, anh bên bồi em bên lỡ chờ mong. Anh chờ cũng hay rồi. Hai anh chị ai hát cũng hay, rất là hợp với nhau trong cái khâu văn nghệ. Cái mà em muốn hỏi anh thì ví dụ như em thấy anh quá hiền thì anh có thể thay đổi là anh mạnh mẽ thêm một chút để em tin tưởng rằng là bên em có một cái bờ vai của người đàn ông để mà em có thể dựa cùng cái bờ vai đó để chia sẻ cho khoảng đời còn lại của em. Được không? Được. Anh cố gắng thay đổi được. Bây giờ chúng ta quyết định thôi. Thích là cứ bấm nha, không cần gì cả. Bắt đầu. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 1 2 3 Hết thời gian. Chị không bấm. Chị không bấm. Bấm đi. Ồ, chị đã thay đổi. Cảm ơn chị. Chúc mừng anh chị. Thật ra nè, anh ấy là người rất là tốt á. Mà Linh nghĩ rằng chị có thể thay đổi được. Cố gắng cho anh một khoảng thời gian nào đó để anh thay đổi và hoàn thiện bản lĩnh của đàn ông. Thì nói chung thì em cũng hy vọng là như vậy. Nên thôi em cứ cho nhau một cơ hội. Anh cố gắng lên nha. Được rồi, anh cố gắng. Cơ hội đó, có thì một người giỏi giang thế này lắm đó nha. Đây, quà của anh gửi tặng cho chị. Chị đi đây nè. Và hy vọng ngày hôm nay với sự nỗ lực của hai con người, hai mảnh ghép khác nhau, họ sẽ đồng đều với nhau trở thành một mảnh ghép vĩnh cửu quý vị nha. Nói chung là cũng định là kết hôn luôn rồi, nhưng mà do là bên gia đình em thì không có thích, không chịu bạn đó. Nên xa gần thì không quan trọng, chủ yếu là có lý do là được. Lý do là được ha. Quan tâm nhau xíu, lại là chân thành tôn trọng nhau là được. Anh được không? Được, anh nghĩ như vấn đề đó là... Em tên là Mai Xuân Vương, em năm nay 27 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Em hiện đang sống và làm việc tại
huyện Bình Đại của tỉnh Bến Tre. Nghề nghiệp của em là em đang kinh doanh một phòng game. Rồi, bên đây chúng ta giới thiệu về bản thân nào. Dạ, em chào chị Hồng Vân, dạ, chào anh Quyền Linh và chào bạn trai bên kia. Em tên là Nguyễn Hoàng Thiên Trang, năm nay là em 27 tuổi. Em thì quê em là ở Đồng Tháp, nhưng mà hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm bên kinh doanh bất động sản. Vậy là em làm ở quận mấy ạ? Dạ, hiện tại em đang làm việc ở quận Bình Thạnh ạ. Ai là yêu xa rồi. Dạ. Không, đi chút xíu tới à. Bến Tre cũng gần mà. Ba tiếng rưỡi. Chị nói hạ hồi phân giải đi ha. Bây giờ mình nói về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em thì em rất là vui vẻ. Lúc nào mình cũng nghĩ mọi chuyện nó theo cái hướng tích cực nhất. Còn điểm yếu của em thì nhiều lắm. Nhưng mà nhất là lười, hay quên, với lại là nóng tính. Nóng cỡ nào? Dạ, thì kiểu như là ai mà làm gì mà kiểu em thấy hơi khó chịu hay là em bị chèn ép là em bung luôn, giống như là khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Rồi còn em trai. Em thì điểm mạnh của em thì em biết nhường nhịn. Thì nếu như bạn gái bên kia mà nóng thì chắc chắn là em sẽ không nói gì. Nhưng mà khi nào bạn hết nóng thì có thể mình sẽ nói chuyện sau. Em thì có cái tính là hay cho người ta mượn tiền. Thì em không bao giờ đòi. Để chút trước khi về gặp anh nhanh mượn mới nha. Trời ơi, Linh ơi, tôi đang tính nói á, phát cái số này ra xong là em nhận được 1000 cuộc mượn tiền đó em ơi. Bây giờ thì đàn gái cho đàn trai biết một chút về đường tình duyên đi. Em thì trước giờ là em có 3 mối tình chính thức. Nhưng mà cái mối tình cuối cùng của em là nó cách đây khoảng cũng hơn 2 năm rồi á. Quen được mấy năm? Dạ, quen được 3 năm. Nhưng mà tại vì là nói chung là cũng định là kết hôn luôn rồi. Nhưng mà do là bên gia đình em thì không có thích, không chịu bạn đó. Nên là phản đối. Còn em trai, em trải qua mấy mối tình rồi? Em thì 2 mối tình, mối tình thời sinh viên thôi. Thôi bỏ qua mối tình sinh viên, mối tình mới đây nè, mối tình lúc nào? Mới thì cũng lâu lắm rồi anh, nó cũng khoảng 5 năm rồi. Yêu nhau mấy năm? Yêu cũng được 1 năm thôi. Chào cưng. Dạ. Trời ơi, cao to lực lưỡng vậy á, mà ở không lâu vậy luôn á hả cưng? Con gái Bến Tre rất đẹp, lý do gì mà em ở không? Em không hiểu tại sao nhưng mà em ở đó 3 năm nhưng mà chưa tán được cô nào. Rồi bây giờ em mơ ước là cái người phụ nữ của em phải như thế nào nè? Nói chung là nhìn dễ thương một chút là được thôi. Dáng thì em không quan trọng lắm. Nói chung là lùn hay cao, em cao sẵn thì họ cao thì nó cũng xứng, nhưng mà lùn cũng được không sao. Bây giờ nè bạn nam, em thích cái hình mẫu lý tưởng nào nè? Em thì em hâm mộ chị Mỹ Tâm. Thì hình mẫu lý tưởng của em chắc là cũng giống chị Mỹ Tâm. Rồi để qua coi có giống Mỹ Tâm không? Cho tôi coi chút ra bà mối. Dạ em chào anh. Chào em, dễ thương hả? Nhưng mà anh ở Bình Đại xa quá, em có cảm giác là yêu xa vậy, có lo lắng gì không? Dạ thì cũng tùy theo cái niềm tin bạn đó trao cho em thôi. Dạ, với lại là xa gần thì không quan trọng, chủ yếu là có lý do là được. Lý do là được ha. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em thì em không thích ít tóc. Ít tóc? Với lại là đừng có hút thuốc nhiều quá là được. Kiểu hút thuốc ít ít cũng được, xã giao cũng được mà đừng hút nhiều quá. Không? Em thì không hút thuốc. Rồi em có cái hình mẫu lý tưởng nào giống như bạn bên kia không thích Mỹ Tâm mà em thích giống ai nè? Dạ em thì cũng đơn giản thôi chị. Tại vì em cũng hơi khá là cao á. Em tới 1m63. Dạ thì em muốn cái bạn nam của em phải cao 1m74 trở lên. Ôi em yên tâm, cái đó là chị bao luôn. Bao luôn. Có cái hình mẫu nào mà giống nghệ sĩ nào không? Em thích anh Tú, gương mặt nhìn thiện cảm này kia là được. Anh này cũng thiện cảm, thấy rất là được, vui. Cầu được ước thấy đó. Cái cặp này bữa nay là tôi thấy là cầu được ước thấy. Em gái đi với ai? Dạ em đi với anh, với chị của em cũng là cấp trên của em luôn. Rồi cho mình gặp đại diện đàn gái đi. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân ạ. Và chào tất cả các anh chị đang có mặt ở trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ em xin giới thiệu, em là Phí Nhật Thành, là anh trai cũng như là cấp trên của bạn Thiên Trang. Em thấy sao bạn trai bên đây có hợp gì với em gái em không? Dạ nói chung là nhìn về cái bên ngoài thì rất là hòa hợp. Không, good. Dạ không, và tính cách thì nó có những cái nét mà em cảm nhận đó là có cái sự bù trừ cho nhau.
thì hai bạn nên như thế nào, có thể là mở ra những cái cuộc nói chuyện, chúng ta sẽ thấu hiểu nhau nhiều hơn. Mọi mối quan hệ nó đều xuất phát từ những người xa lạ mà. Rồi, cảm ơn em. Anh Ca đi với ai? Dạ, em đi với anh rể và hai chị gái ạ. Dạ. Rồi, chào, chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh và quý vị khán giả chẳng quay. Và chào gia đình bên đằng gái. Em là Đỗ Ngọc Hà, anh rể của Vương. Theo em thì em thì nó rất hèn, chịu khó làm ăn. Có cái thì trong lúc nào thì nó chưa đám đông thì hơi nhút nhát, có lại thôi. Còn theo em thì đánh giá về em gái bên này thì thấy em rất vui, vẻ hòa đồng, dễ thương. Nếu mà hai em cứ mở lòng ra cho nhau một cơ hội, sau chương trình này mong sao hai em đi xa hơn. Rồi, trời ơi, cảm ơn anh. Thôi, bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Mở rào. Bắt đầu một mối quan hệ mới đó Vương. Dạ, em chào anh. Hôm nay là một quyển sách ngày mới. Mong rằng ngày nào em cũng vui tươi và đẹp đẽ. Và tràn đầy sinh. À, này là kẹo dừa của Bến Tre, đặc sản của Bến Tre. Dạ, rồi. Và một cái móc chìa khóa. Em thích uống cà phê. Dạ, tại vì là em đã đọc qua cái quyển sách này rồi thì em thấy nó rất là ý nghĩa và cái nội dung, cái cách viết văn rất là dí dỏm, em thích nên là em cũng muốn chia sẻ với anh. Cảm ơn em. Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ, em nhìn thấy anh rất là kiểu hiền, cũng thiện cảm, với lại là cũng rất là biết gu ăn mặc. Anh là có thường hay lên Sài Gòn chơi không? Cũng không thường lên lắm, tại vì ở đây nó cũng lâu lâu bạn bè rủ lên thôi. Nhưng mà nếu mà có một lý do nào đó thì anh sẽ lên thường xuyên hơn. Dạ, vậy theo anh nghĩ thì nếu như mà hai đứa mình tìm hiểu nhau á, thì anh sẽ định bao lâu thì sẽ lên Sài Gòn với em? Khoảng cứ một tuần thì lên cũng được. Anh định là anh sẽ lập nghiệp ở dưới luôn, hay là có định mai mốt mình mở thêm cái chi nhánh nào ở Sài Gòn không? Thì nếu mà mình có tiền thì chắc chắn anh sẽ mở chi nhánh. Được á, anh mở đi, có gì em quản lý cho. Có gì em quản lý cho. Em á thì em không biết, kiểu em thích ăn, sở thích của em là em thích ăn nhưng mà em không biết nấu ăn. Anh thì cũng biết nấu một chút, nói chung là có thể anh sẽ dạy em. Ok, vậy là phần này là gì qua nè. Rồi hay quên nữa, kiểu như là giờ nhiều khi em ngồi đây em nói chuyện với anh chứ lá hồi xuống hỏi anh tên gì em không nhớ thì anh nhắc lại. Rồi còn lười nữa, em kiểu như là do là em cũng sống một mình á, ở trên đây nè, em sống ở Sài Gòn một mình cũng gần 10 năm rồi, thành ra là cũng không có làm cái gì nhiều á, nên là đôi khi lười lắm. Anh nghĩ em sống một mình độc thân thì những cái vấn đề đó em phải biết nhiều hơn chứ. Dạ, kiểu như sống một mình không ai đốc thúc á, không ai quản lý, không ai bắt làm gì hết, nên là nhiều khi giặt quần áo em bỏ vô máy giặt, em giặt xong rồi em để 2-3 ngày sau mới phơi. Thì em cứ bấm đi anh phơi cho. Đúng rồi. Tại bạn bị cái ai quên á, giặt đồ xong rồi không nhớ là mình giặt đồ rồi. Nó có liên quan với nhau á chị. Ừ, bởi vậy. Em hỏi anh một câu cuối nữa thôi, là kiểu anh yêu á là anh sẽ như thế nào, hay là anh muốn cái người yêu của anh là sẽ như thế nào trong tình yêu? Trong tình yêu thì anh nghĩ là cho nhau một khoảng thời không gian riêng một chút thì có vẻ thích hợp hơn. Không nên gò bó nhau quá. Dạ vâng, nghĩa là yêu nhau nhưng mà vẫn phải tôn trọng những cái không gian riêng của nhau, đúng không? Dạ, đúng rồi. Dạ, em thì em cũng như vậy, em thích kiểu quan tâm nhau xíu, và lại là chân thành tôn trọng nhau là được rồi. Anh được không? Được, anh nghĩ như vấn đề đó là... Dạ. Thì khoảng bao lâu tụi em có thể kết hôn ấy, khoảng bao lâu? Em nghĩ thì đối với em thì khoảng năm sau là được. Em thì sao? Em cũng vậy luôn. Rồi bây giờ bạn trai bước tới, có thể là nắm tay cô gái và hát tặng một bài hát nào đó, rồi bên kia đối đáp lại để đúng mình rồi. Giao lưu cảm xúc chút xíu nào. Ta thích Mỹ Tâm đó, em hát cái bài nào của Mỹ Tâm coi. Đúng rồi. Nhà thì em cũng nghe, cũng học nhiều thuộc quen lắm, mà lên đây run quên hết lời. Thôi để em hát tặng anh với lại là mọi người một bài hát nha. Nắm tay giữ lấy tay nhau, đừng có buông ra.
Dạ không anh ơi, tại vì cái này là em hát là em có diễn luôn á. Nên là... Dạ. Nói chung là cái tài năng của em là làm cho mọi người vui á anh chị. Dạ. Tốt mà. Em sẽ hát bài Búp bê con trai nha. Na 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 na. Búp bê con trai. Một ngày khi vui em đùa em mong, phải chi là con trai thì hay biết bao nhiêu điều. Chẳng cần make up, chẳng cần vuốt tóc, và không còn ai gọi em tên là búp bê. Rồi một hôm kia, ôi thật choáng váng, là khi nhìn trong gương và trông thấy ai ô kìa. Một thằng con trai đang cười với em. Trời ơi búp bê đẹp xinh này còn đâu. Dạ thôi vậy được rồi. Hát bài của Thanh Thà ố ha. Đúng là em có khả năng làm cho đám đông vui lên. Nào em trai. Hỡi em yêu, anh chỉ muốn nói một điều, mình lấy nhau đi để đem đường về Cố Liêu. Bên nhau sớm chiều không bao giờ buông, mình yêu như chưa từng yêu. Rồi trở về ghế đi các bạn. Chúng ta đã trao đổi rất nhiều chuyện ha. Bây giờ đã đến lúc chúng ta quyết định bằng nút bấm xem nửa bánh ghép này có phải là nửa bánh ghép của cuộc đời mình hay không. Đây là người mình cần bấm nút hay không. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Chúc mừng hai bạn. Đó, chính thức hai bạn có thể nắm tay nhau được rồi. Sẵn rồi xin hôn cái hôm đầu tiên luôn. Cho anh hôn em một cái được không? À, có nghĩa là em thích một cái người bạn gái vừa làm nghệ thuật vừa làm kinh doanh hả hay sao? Dạ vâng đúng rồi. Ồ vậy thì bên nhà gái tôi dư luôn rồi, người ta làm MC nè. Quên ăn, quên ngủ, quên tắm luôn á. Có giờ quên tắm đó... mấy ngày không? Maximum 2 ngày thôi. 2 ngày nó cũng hôi lắm rồi. 2 ngày ở khí hậu Việt Nam mình là thấy cũng mệt mệt đó. Bên muốn ở rể, bên muốn làm dâu đó. Mình có thể tính sau, có nghĩa là khi mà mình về chung là mình sẽ bàn bạc với nhau. Rồi sao em hồi hộp không? Dạ, lời đầu tiên thì em xin được chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh cũng như là bạn nam bên kia. Em xin được giới thiệu, em tên là Trần Thị Xuân Kiều, em sinh năm 96 và hiện tại công việc của em đang là một freelancer và làm MC ạ. Quê quán mình ở đâu? Dạ em ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk ạ. Em đang sinh sống thì tại quận 9. Mời em trai. Dạ em xin chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Trần Vũ Long ạ. Em sinh năm 91 ạ. Em đang sinh sống và làm việc tại Biên Hòa Đồng Nai. Trước kia em có làm công nghệ thông tin ạ. Sau đó em có đi du học ở Hàn Quốc 1 năm. Bây giờ em đang làm quản lý của một cái spa sống ở Hàn Quốc ở Biên Hòa Đồng Nai. Đồng Nai với thành phố Hồ Chí Minh nó cũng xa gì mấy. Mà bạn này bạn làm tự do Linh ơi, bạn có thể xuống dưới đó bạn làm cũng được. Bây giờ đàn gái cho đàn trai biết một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm đi. Dạ em thấy mình là một cô gái cũng khá hoạt bát. Em có cái nhược điểm gì không? Cái nhược điểm thường thấy nhất của em là em kiểu hay nóng tính, hoặc là khi mà em không vui thì em rất dễ quạo. Bữa nay là vui vẻ không quạo nha. Dạ đúng rồi, hôm nay là vui vẻ không quạo ạ. Rồi em trai, ưu điểm khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là em biết công nghệ thông tin, em biết tiếng Anh. Em cũng hay thích hát. Khuyết điểm em ngủ hơi nhảy. Cái đó đâu cũng phải khuyết điểm đúng không? Đúng rồi, phải khuyết điểm đâu. Dạ, hơi lộn thuộm. Dạ, nhà chào chị ạ. Bây giờ em nói cho chị Hồng Vân biết. Dạ. Là em có bao nhiêu mối tình rồi, để chú kiểm tra coi. Dạ, chính thức là có 2 mối tình. Mối tình sinh viên là mối tình đầu tiên, cũng là mối tình dài nhất của em 6 năm. Còn mối tình thứ hai cỡ khoảng 6 tháng. Sau 2 mối tình thì mình thấy mình còn thiếu sót gì trong tình yêu mà mình cần phải hoàn thiện hơn? Dạ nói chung là em phải quan tâm bạn gái một xíu. Nhưng mà cái vấn đề em thiếu chăm sóc là do em bận công việc hay là vì cái bản tính em vô tâm? Em có một cái thật xấu là khi em tập trung em làm cái gì đó, em quên hết mọi thứ luôn ạ. Quên ăn, quên ngủ, quên tắm luôn á. Có giờ quên tắm đó... mấy ngày không? Maximum 2 ngày thôi. 2 ngày nó cũng hôi lắm rồi. 2 ngày ở khí hậu Việt Nam mình là thấy cũng mệt mệt đó. Dạ nhưng nói chung là khi mà em làm xong công việc là em nhớ ra là em thấy hôi là em đi tắm. Dạ. Thì đó em cần phải có một người bạn gái dạ, đúng rồi, quan tâm, tâm tí. Hiểu được cái điều đó để nhắc nhở cho em. Đúng rồi.
Sao nghe nói vậy có thấy một người bạn trai mình mà cái tập trung cao độ như vậy, theo em đó là tật xấu hay là một cái cá tính tốt? Dạ, theo em thì em thấy có cả hai khía cạnh luôn ạ. Em nghĩ là tập trung cho công việc hoặc là cho mục tiêu của bạn thì bạn cứ tập trung như vậy được vẫn tốt, nhưng mà em nghĩ là được thì nên tiết chế bớt, chứ cũng không nên quá mức mà gọi là tập trung mà quên ăn quên ngủ quên tắm luôn ạ. Cưng, hỏi nè, em có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, từ trước đến giờ thì em có một mối tình cũng là thời sinh viên 4 năm. Và với em nó cũng là mối tình sâu đậm nhất. Sau đó em chia tay tới giờ được khoảng 5 rưỡi, gần 2 năm rồi. Coi như là các bạn đều có những cái mối tình đầu ha, nó đẹp ha. 4 năm, 6 năm. Ôi, nhắc mối tình đầu tự nhiên mình chợt nhớ là mối tình đầu của tôi, nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi, ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu. Mối tình đầu giờ anh Nguyễn Linh còn nhớ mối tình của anh Nguyễn Linh là ai không? Dạ. Giờ vô cái chuyện khác đi, chuyện mới đi ha. Bên đàn gái, em muốn mối tình tiếp theo của em là một người như thế nào? Dạ, em thì chỉ cần kiểu cao hơn em cao một hơn xíu em. Mà được thì nếu mà trên 1m7 thì càng tốt ạ. Dễ nhìn, em cũng thích một bạn nam biết hát. Với lại bạn kêu bạn mà cũng tốt về tiếng Anh, mà em trong năm nay em cũng đang có định hướng là mình sẽ học thêm về Anh ngữ, nên em thấy đó cũng là một lợi thế. Hợp lý quá. Nói bên đây cười. Đúng ý. Sạch sẽ, đẹp trai, 1m7 thì cũng được. Đôi khi chắc thiếu một phân gì đó. Tiếng Anh giỏi, giao tiếp tốt, ok. Em không thích cái điều gì ở cái người bạn trai? Em không thích những bạn hút thuốc hoặc là quán nghiện chơi game, kiểu ích kỷ hoặc là tính toán một xíu, thì những bạn nam như vậy thì em không thích thôi. Còn là em cũng khá dễ. Có hút thuốc không? Dạ, em không có hút thuốc, không có rượu bia, không. Có tính toán không? Không ạ. Rồi sao tính toán được, cuộc sống mà không tính toán sao được. Phải tính toán. Cho công việc thì em tính thôi, chứ người nhà em không có tính toán. Bên kia cũng đã đưa tiêu chí rồi, em đưa tiêu chí đi. Bạn gái em thế nào? Dạ thì em cũng cần một bạn gái biết thông cảm và chia sẻ lễ phép với người lớn. Cao thì khoảng 1m5 trở lên là được rồi. Đây cao 1m2, 1m3 gì vậy? Có gu ăn mặc cơ. Có gu, nhưng mà hơi gù được không? Nó nghe nó sợ liền. Thằng nhỏ hoảng loạn luôn á. Em có thích bạn gái có cái nét phẳng phức của gái Hàn Quốc không? Dạ được ạ, quá tốt ạ. Gái Hàn Quốc là sữa không á? Em có cái mẫu hình nào mà trong showbiz không? Dạ giống Miyu á, vừa đa tài với lại cũng biết kinh doanh đó. Có nghĩa là em thích một cái người bạn gái vừa làm nghệ thuật vừa làm kinh doanh hả hay sao? Dạ vâng đúng rồi. Ồ vậy thì bên nhà gái tôi dư luôn rồi, người ta làm MC đừng, nè. Dạ. Ta làm kinh doanh luôn nè. Thôi đừng. Rồi không nên là nghệ thuật làm nghệ thuật là nghệ thuật, đừng kinh doanh. Những người làm nghệ thuật kinh doanh bao giờ cũng giàu. Ông đó. Em không thích điều gì ở cái người bạn gái? Em không thích phụ nữ hay càm ràm. Mời phụ nữ nào cũng càm ràm hết trơn á. Thôi nói vậy chứ thôi, giờ chắc đã hỏi được gia đình đó. Đi ha. Nói chung là hỏi gia đình đi. Qua trao đổi thì thấy hai đứa nó cũng có đồng có cảm với nhau rồi đó. Được không chị, mà được không chị? Đó, có những cái chỗ mà nó chạm nhau đó. Giờ hỏi ý kiến gia đình đi. Dạ, ngày hôm nay em đi chung với mẹ em và dì của em ạ. Chào đại gia đình nhà gái. Dạ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Chào bên nhà trai và chào các khán giả trong trường quay. Cháu trai này thấy được. Thì cô cũng mong hai con bấm nút với nhau rồi dạ tìm vâng. hiểu với nhau rồi. Dạ vâng. Mẹ bật đèn xanh rồi đó. Rồi, con trai đi với ai? Em có đi theo với em trai với em gái. Em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Em là em trai ruột của anh Long. Qua người có nói chuyện á thì em thấy hai người rất ư là bù trừ được nhau, rất là tốt để mà có thể quen với nhau. Anh Long á thì rất là tốt bụng, chỉ là hơi nhút nhát một chút thôi. Còn chị gái đây thì rất là biết cách nói chuyện. Em nghĩ là hai người nên tạo cho mình một cái cơ hội. Rồi, cảm ơn em. Yeah. Mở rào. Anh cũng tặng em hoa với lại sô-cô-la. Hoa này là hoa hồng sáp, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Còn thanh công an này chúc em luôn ngọt ngào như thanh sô-cô-la. Dạ, cảm ơn anh ạ. Em cũng có một món quà gửi tặng anh, đó là một cuốn sách ạ. Cảm ơn em. Em thấy anh có giống như hình mẫu lý tưởng mà em hay suy nghĩ trước khi gặp không?
Không biết sao nhưng trong đầu em thì em suy nghĩ ra anh là kiểu hơi cao cao gầy gầy hoặc là sao đó, nhưng mà nói chung anh vẫn kiểu vừa người tròn tròn vẫn dễ thương ạ. Thì đến đây thì anh cũng giảm được 10kg rồi đó, anh mới tới đó. Chứ trước em cũng mập lắm. Chắc có em, chắc anh thêm động lực thêm 5kg nữa chắc được. Em tưởng là em giảm cách nào hay gì? Dạ, em tập gym chị ơi. Em chỉ cho chị Vân đi. Nè, cái người đó cũng cần phải giảm đó. Em cho anh hỏi về sở thích đi. Em thích đi đâu hay là thường em rảnh rỗi em hay làm gì? Em cũng kiểu có sở thích đi hay đi đây đó thôi, chứ cũng không hẳn là đi du lịch. Thì ít nhất thường một năm em sẽ đi du lịch, nếu mà không xa thì sẽ đi gần khoảng ít nhất là một lần. Vậy thì anh có thích đi du lịch không? Và có thể sau này nếu mà hai đứa tìm hiểu thì anh có thể đi cùng em không? Một năm đi một lần thì ít đó em. Thường nhà anh một năm chắc cũng phải đi hai lần. Bây giờ quan trọng hai đứa xa hơn chút xíu đi. Rồi sắp tới, ví dụ mình quen nhau, mình hiểu nhau, rồi khoảng bao lâu mình có thể đến với nhau được? Thì anh năm nay cũng 29 rồi. Thì anh khoen, anh nghĩ chắc 30 là đẹp. Thì anh khoảng 1 năm thì mình tìm hiểu nhau. Nếu mà được thì mình có thể đi đến chuyện hôn nhân. Còn em nghĩ sao? Em nghĩ là gặp một người mà em thấy phù hợp thì thời điểm đó là phù hợp, chứ không quan trọng tuổi tác ạ. Ok. Em có ngại làm dâu không? Anh là con trai trưởng cho nên làm dâu có thể là sẽ phải làm. Mẹ anh thì kêu là không cần, nhưng mà anh thì anh nghĩ là khi mà về già thì ai người lớn tuổi thì sao cũng phải cần. Mình cũng không cần ít cũng cần nhiều, cho nên cái việc làm dâu là cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần. Thật ra ví dụ như là anh muốn ở, nhưng mà ngoài anh có các em nữa, ví dụ như là các em của anh thích ở hơn thì anh để cho các em anh ở cũng được. Anh luôn đặt anh là người sẽ phải làm cái việc đó, chứ anh không có đẩy bố mẹ anh. Không, cái này em đang nói là kiểu san sẻ trách nhiệm chứ không là đẩy. Đúng là san sẻ thì mình vẫn san sẻ, mấy đứa em của anh vẫn san sẻ với thì anh. Nếu em nhưng mà cũng cái là người mà con trưởng xong rồi mẹ em thì ở một mình thôi, xong mẹ em cũng muốn em ở chung với mẹ em á. Em là còn mẹ thôi à, hay sao? Dạ, bố mẹ em thì hiện tại ly dị rồi và bố em ở riêng, còn em hiện tại đang ở với mẹ. Bên muốn ở rể, bên muốn làm dâu đó. Mình có thể tính sau, có nghĩa là khi mà mình về chung là mình sẽ bàn bạc với nhau. Em là con gái một hả hay sao? Dạ, em là con đầu xong còn một em trai nữa. À, vậy thì yên tâm, em trai thì nó cũng phải có trách nhiệm với mẹ. Cái dạ, chuyện đó là rồi, đương nhiên rồi. Em hỏi vậy thôi, chứ còn em thì không ngại vấn đề làm dâu. Thì em thấy làm dâu mà mẹ mà kiểu thoải mái thì đúng thật là kiểu mẹ chồng còn giúp mình nhiều lắm. Rồi, thôi chuyện đó mình bàn sau đi. Vâng ạ. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Vâng. Bây giờ em tiến tới nắm tay cô gái ấy, hát tặng một bài hát nào đó. Cảm giác như thế nào, đông đầy hay không? Khi gặp em từ giây phút đầu, anh đã tin mình sẽ mãi của nhau. Dẫu khó khăn cũng có sẵn bước trên đường xa, sẽ càng yêu và yêu thiết tha. Nép vào anh hoàn hôn nắng chiều, anh gọi tên cảm giác đó là yêu. Những phút bên cạnh nhau, ước muốn cho ngày sau sẽ được yêu và yêu rất lâu. Cảm ơn anh, anh hát bạn gái đáp lại. Em hát một bài cũng khá là nhẹ nhàng rồi. Em sẽ hát một bài hát vui tươi hơn một xíu. Đường nào vào thiên đàng ái ân, là đường vào nhịp thở lần lần. Mùa xuân đang đi trong lời yêu mới, có hoa vàng phụ đơn mòn gót chân mềm. Lạt vào vườn xuân tình ngất ngây, thả hồn vào cơn gió mê say. Cành hoa tươi trôn sâu cành xa vun, để muôn đời mình còn được yêu nhé anh. Yêu mới biết quên thời gian, khi biết yêu hoa sẽ mãi không phải tàn. Đừng nghe chim ru tai tìm hư ảo, không tình nào say đắm hơn em đâu. Tỏ tình một cái là vô thiên đường ái ân liền luôn. Mỗi đó, người sẽ có 30 giây để nói với nhau những cái gì mình đang suy nghĩ trong lòng. Đôi khi là cuộc sống thì có những cái ngã rẽ, chúng ta phải biết lựa chọn. Thì anh mong em là sẽ
cho nhau một cơ hội để có thể bước tiếp. Tất cả những gì cô gái trả lời sẽ bằng nút bấm 3 2 1. Hết thời gian. Cặp đôi này là khá đồng cảm với nhau các bạn. Gần như là 90% các bạn có những điều rất hợp với nhau. Chúc mừng ha. Vân thấy cái cặp này các bạn mà đồng sàng đồng mộng tới cái mức mà có một cái vấn đề mà các bạn sẽ phải tế nhị để mà khi mà mình gặp nhau để mình bàn bạc, bởi vì làm hai dâu. Bạn này đều là những người có hiếu. Bây giờ xin phép được hôn, nụ hôn đầu tiên trên gò má của bạn gái mình. Dạ, con xin phép bác cho con. Chúc mừng các bạn. Chúc mừng các bạn. Tôi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Ê, tối nay em có đi nè, chà bộ đi với em không? Được, tới luôn em ơi. Được, mà rút kinh nghiệm tiền bạc sao? Thoải mái anh ơi. Thoải mái là sao? 73 hay là... Nữa, thoải mái ngồi chia tiền nữa nha. Mày nói gì trước, vụ này đi vụ này nãy hơi căng á. Nếu mà bạn lập nghiệp ở đây thì chắc ok. Còn nếu mà về quê thì chắc bạn phải nuôi em. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên Kiều. Hôm nay em 29 tuổi. Em làm thiết kế trang sức ở quận Nhất. Em quê ở Đắk Lắk. Rồi, mời bạn Nam giới thiệu. Em tên là Long, hiện tại hôm nay em 29 tuổi. Em đến từ thành phố Nha Trang. Thì công việc hôm nay của em đang là giám sát kinh doanh, sống và làm việc ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Hai bạn bằng tuổi nhau ha, 29 tuổi. 29 tuổi thì mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi em, Kiều? Dạ, cũng vài mối tình rồi chị. Nhưng mà thường thì không có kéo dài được lâu ạ. Đó là tình trường của bạn gái đó, còn bạn trai thì sao? Em có trải qua một mối tình kéo dài cũng được 2 năm. Và giờ nó cũng chia tay đây chắc cũng khoảng 3 năm rồi. Thôi, chúng ta bỏ qua chuyện đó. Bây giờ mình sẽ tìm một mối tình đi đến một cái kết thúc của hậu nào. Thì quan điểm của em thì bây giờ cần một bạn nữ có thể hiểu được về vấn đề cuộc sống, về những về công việc của mình. Còn về ngoại hình thì em thích bạn nữ thì còn mẫm mỉm tí. Mẫm mỉm hả? Dạ. Rồi gì nữa? Năng động, trẻ trung. Rồi anh chung học bác có thể. Cũng phải nói nhiều được tí. Một người nói, người ngồi nghe không có buồn lắm. Đó, một người nói người nghe cũng buồn, em nói chuyện với ảnh đi. Dạ, nói nhiều lắm. Nhưng mà em không có mụn miệng. Em năng động thì có, men lắm anh. Sao anh, cái đó nuôi lên được em. Rồi em gái yêu cầu thế nào, bạn trai thế nào thì nói luôn đi, cho bạn nghe luôn. Dạ, em thích con trai cơ bắp rồi. Hả? Cơ bắp hả? Bên đây không có cơ mà có bắp. Dáng thể thao á, tại em năng động lắm, thích chơi thể thao. Mà hả, quen mà bạn không chơi cũng mình em chơi buồn. Em chơi thể thao môn gì? Hình như môn nào em cũng chơi á chị. Vậy hả? Nhưng mà thường thì em đá cầu là đánh cầu lông nhiều nhất. Bơi thì thỉnh thoảng thôi. Bạn trai có chơi môn thể thao nào không? Dạ em nói chung là đa năng, thường là chơi đá banh. Vậy sao em chơi với anh được? Không, anh có nhiều thể thao, em chơi được hết, bóng vàng, cầu lông, đá cầu, tất cả mọi thứ. Nói chung là anh đa năng rồi. Mà hồi đó anh chơi rất là nhiều. Dạ bộ bữa nào đá cầu với em nha. Ok anh. Hello, ok. Rồi, có điều gì mình không thích ở người bạn trai không? Dạ, không thích con trai hút thuốc ạ. Trai có hút thuốc không? Dạ, không chị ơi. Được rồi, còn gì nữa không em? Anh có thích đi phượt không anh? Anh cũng thích lắm mà tại chưa cơ hội để đi nhiều. Tại vì đi một mình nó chán. Ủa vậy hả? Ê, tối nay em có đi nè, chà bộ đi với em không? Được, tới luôn em ơi. Được, mà rút kinh nghiệm tiền bạc sao? Thoải mái anh ơi. Thoải mái là sao? 73 hay là... Nữa, thoải mái ngồi chia tiền nữa nha. Mày nói gì trước, vụ này đi vụ này nãy hơi căng á. Cái này dễ chị ơi, cái phượt thì em cũng có kinh nghiệm rồi, nhiều lắm. Ông bây giờ đi chung phải hùng rồi, nhưng bây giờ đi hai người đó. Thì chung xe, nói chung là về vấn đề đó thì cũng không có vấn đề gì anh ơi. Thí dụ nếu mình xác định đi thì có thể hôm nay mình lo, lúc không có thì bạn lo. Thì nói chung là em không có quan tâm vấn đề đó. Phải coi ông kia có khỏe hay không nữa.
chơi đá banh thể thao gì mà vấn đề có khỏe hay không khỏe đúng không em? Dạ không khỏe, không chịu đâu anh nổi đâu. Trời ơi, bự như há rồi đâu mà biết có khỏe hay không, mà bự chưa chắc đã khỏe hình như thế. Leo núi, leo núi nổi không? Dạ dư chị ơi. À, mình có tật xấu gì không? Nói chung của em là dễ bị dụ. Dụ làm gì? Giống như đi nhậu nhẹt rồi đó, thì nói chung tại vì tính em rất là hoạt động bạn bè. Dạ. Ở dụ tưởng nó là dụ mình bị gạt, bị lừa cái gì. Thôi bây giờ kế hoạch hôn nhân nè, bao lâu tiến tới hôn nhân được? Dạ từ khoảng 1 đến 2 năm. Nghĩa là hiện tại nếu em tính thì có thể em lập nghiệp ở Sài Gòn trước, sau này nếu ổn định một thời gian á thì có thể em về quê. À, rồi để chị hỏi thử coi. Rồi, hôm qua anh hỏi cô gái bên kia coi những vấn đề nãy giờ. À, chào em. Nãy giờ anh đưa ra những cái vấn đề đó em thấy ổn không? Dạ, nếu mà bạn lập nghiệp ở đây thì chắc ok. Còn nếu mà về quê thì chắc bạn phải nuôi em. Tại vì công việc của em thì ngành thiết kế trang sức thì nó hơi bị kén chọn vùng miền một cái. Tại vì nó ở Sài Gòn thì nó phát triển nhất rồi. Đúng rồi. Không là nó phải ra Hà Nội. À, nếu như hai bên đồng ý hẹn hò thì khoảng bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Dạ thì em nghĩ cũng phải 1-2 năm. Rồi vậy là giống ý bên kia ha. Dạ. Thế hai người có thể hợp nhãn chút xíu rồi đó. Em có ý định là mở cái tiệm gọi là sản xuất về đồ ăn? Đồ trang sức hả? Dạ, cái tại vì em làm bên vàng bạc, nếu mà cái đó phải có nguồn kinh tế mạnh thì mới làm, còn không thì mình có thể chuyển qua những cái đồ handmade mà tuổi teen hay sử dụng á. Bây giờ cái đó cái xu hướng cũng tốt mà, nhưng mà vốn mạnh là mạnh khoảng nhiêu thì mở được, em nói thử có anh đề nghị anh này. Dạ phải tiền tỷ à. Ý hả? Dạ nếu mà tính vàng thì cũng phải tiền tỷ trở lên. Đúng rồi, tiệm vàng mà mấy cái đồ mà tuổi teen á thì khoảng nhiêu? Thì em không nghĩ ra, ý là cũng ít thôi, cũng vài chục triệu thôi chứ không. Vài chục triệu hả? Vậy cái này trước đi. Cái này dạ. Trước xong rồi cái kia. Cái răng trước xước sau ha. Dạ nói chung là bạn có kế hoạch, có chí hướng làm ăn thì đúng rất rồi. Là tốt. Mình gặp người thân cứ góp ý sao nha. Em đi với ai? Dạ em đi với những đồng nghiệp cũ của em ạ. Đồng nghiệp cũ? Dạ, 500 anh em của em. Trời sao còn sót lại có 3 bạn à? Rồi chào các bạn, chào 500 anh em của bạn trai. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Quất Tường. À, nói chung là em cũng chỉ là đồng nghiệp thôi, nhưng mà bạn ấy thì cũng rất hiền, lành tính, cũng biết lo cho mọi người. Còn bạn gái ở đây thì ba bạn em thì thấy rất là ok rồi. Còn phụ thuộc vào ý của hai bạn ấy rồi. Rồi cảm ơn bạn. Mình có đi vai không em? Dạ em đi với bạn cùng công ty ạ. Cũng bạn cùng công ty luôn ha. Dạ. Rồi chào bạn. Chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường ạ. Dạ em là Hàng Ly, em cùng công ty với lại Kiều. Thì em thấy là Kiều là một người nấu ăn rất giỏi, khéo tay. Em thấy anh bên này thì cũng được, cũng hợp tính với Kiều ạ. Nên là hai bạn cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu thêm. Rồi cảm ơn các bạn. Quan trọng là bản thân hai bạn thôi. Khi kéo màn lên mình có cảm xúc gì với nhau hay không. Còn bạn trai nghe, chuẩn bị tinh thần kéo màn lên là hát hò nhảy múa, nghe nói bạn nhiều tài lắm. Kéo màn lên. Rồi, hai bạn. Rồi, mình tặng lại. Cảm ơn. Đó banh ông chạy kiểu gì mà ông mập vậy trời. Em cảm ơn quà tặng anh. Đồ handmade hả anh? Mở ra coi, người ta làm bằng tay rồi đẹp không? Có đẹp thì đầu tư cho người ta mở tiệm đi. Ủa? Đẹp quá bạn, cho tôi mượn đây bạn. Ồ, bạn làm cái này đó hả? Dạ. Mình có cái khiếu rất tốt rồi. Thôi bây giờ đầu tiên bạn trai nhảy popping giới thiệu cho chào sân cái đây. Không có nhạc không nhảy hả? Có nhạc luôn, trời lo gì. Ba tổ chức chuẩn bị nhạc tháng 2 rồi. Anh nhảy đi, em cũng ủng hộ. Em vỗ tay nhiệt tình. Lớn nhạc lên. Dữ chưa? Trời mập mà dẻo quá. Wow. Oh.
Thôi vẫn. Mà anh chào Sân ấn tượng hơn em gái? Được không em? Dạ. Cảm giác thế nào? Hết. 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 Mắc cỡ quá. Thôi bây giờ hai bạn bắt đầu chúng ta tính thời gian nói chuyện nhau nha. Ừ thì em có gì muốn nói anh không? Dạ. Thì hãy ưu tiên nói trước là đem anh thở tí. Em nghĩ là anh chắc phải huấn luyện anh vài khóa leo núi với em cho có cơ bắp. Không, tại hồi trước anh có một khóa tập tạ. Dạ. Nhưng mà tại em công việc nó tập lộn nó phù lên vậy. Tại vì những cái gì em chơi là phải anh phải chơi thích, được đúng không? Đúng rồi, phải thích nó hơi mạo hiểm chút. Ví dụ như độc hành lượn đèo chẳng hạn. Nếu mà anh có cơ hội anh nên đi Tây Bắc một lần, xong rồi anh tự thuê xe anh lượn vòng đèo rất là phê. Chưa thử không biết, nhưng trong anh cũng tò mò. Dạ, bữa nay em dắt anh đi. Ok, dắt đi chơi để nó xỉu. Dạ đúng rồi, để em hô hấp nhân tạo. Mình hãy nói một phút những cái suy nghĩ thật trong lòng mình. Từ nãy giờ cảm nhận anh ấy như thế nào bạn? Bạn tốt, về sức khỏe thì đi phượt với em nhiều nhiều chút xíu nữa cho nó cơ bắp lên. Còn về chuyện sau này thì em nghĩ là hẹn hò hay gì đó rồi mình có thể mình thấy có sự giao hòa hợp với nhau hay không rồi mới tính tiếp được ạ. Dạ. Cho nhau một cơ hội. Dạ, đại loại vậy. Rồi, suy nghĩ thật kỹ nha. Chúng ta bấm nút theo sự rung động của con tim, không vì bất cứ điều gì cả các bạn nha. Bấm nút là chấp nhận tìm hiểu nhau và yêu nhau để tiến tới hôn nhân. Không phải bấm nút chỉ để làm bạn. Một. Hai. Ba. Chàng trai dễ thương mà cô gái cũng dễ thương, cũng vui tính nữa. Hai bạn tôi thấy rằng là một cặp cũng hài hước, cũng rất là hiện đại đấy. Nắm tay nhau thử xem nào. Hô hấp nhân tạo đi, ai xỉu ai hô. Hãy hôn nhau lần đầu tiên gặp mặt các bạn. Thế hơi kỳ kỳ. Em với người giả bộ nhắm mắt đi nha. Được. Dễ thương mà rất dễ thương đấy. Hy vọng rằng cái sự dễ thương nó sẽ phát triển và một ngày nào đó các bạn sẽ gửi thiệp mời chúng tôi. Còn bây giờ tôi gửi thiệp cho các bạn trước.